Thưa quý vị, sau khi mạng xã hội Facebook rộ lên thông tin thuốc sốt Z có khả năng điều trị bệnh COVID-19, nhiều người dân đã đi mua thuốc này về tích trữ. Và mới đây một bệnh nhân đã bị ngộ độc do tự ý dùng thuốc sốt Z để phòng bệnh COVID-19. Và trước thực trạng trên thì Bộ Y tế đã lên tiếng bác bỏ thông tin này và khuyến cáo người dân không nên tin vào các thông tin sai lệch xuyên tạc không chính thống đang lan truyền trên mạng xã hội và cần tỉnh táo. Hiện nguồn nhân lực, thiết bị, thuốc men để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đều đáp ứng đủ. Như đã đề cập, bệnh nhân là nam giới 44 tuổi và khoa cấp cứu bệnh viện huyện ở Hà Nội trong tình trạng nôn nhiều, mờ mắt, suy hô hấp. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có uống 15 viên chloroquine 250mg để phòng COVID-19. Bệnh nhân đã mua dự trữ ở nhà 100 viên với mục đích dùng cho bản thân và những người trong gia đình nếu gặp phải. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được rửa dạ dày, dùng thao hoạt tính, thở máy, không xâm nhập kịp thời. Tiếp đó thì bệnh nhân được chuyển lên trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai ngày 9 tháng 3 để điều trị tiếp tục. Sáng ngày 22 tháng 3, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc xác nhận là có tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thuốc điều trị sốt rét vì uống để phòng Covid-19. Và đây là trường hợp đầu tiên ngộ độc thuốc sốt rét được ghi nhận tại Việt Nam. Bác sĩ Nguyên cũng cho biết bệnh nhân đã được điều trị khỏi và đã được xuất viện. Cũng theo bác sĩ Nguyên thì việc sử dụng thuốc điều trị sốt rét phòng Covid-19 là cực kỳ nguy hiểm. Việc tự ý uống thuốc sốt rét trong thời gian dài trước tiên là sẽ gây nguy hiểm cho gan và thận. Vâng, ngay cả liều điều trị thông thường vẫn có thể gây những cái rối loạn tiêu hóa nhẹ, gây cảm giác chán ăn hay là nhức đầu. Nhưng nếu dùng liều cao có thể gây rối loạn tiêu hóa nặng hơn, gây dẫn độc với thần kinh và tâm thần như là viêm dây thần kinh ngoại biên, rối loạn tính giác, thị giác, tổn thương, da hay là suy tim dẫn đến thiếu máu hoặc là tan máu.